cái gợi như ý của mình đâu rồi, ở đây rồi, gợi như ý của tôi đây rồi. Hello, xin chào Bích Ngọc nha. Có anh ơi, sắp có mồi nhậu rồi nhá. Thank you.
Hello, chào đã về trang sức nha. Chưa làm xong đã mọi người đã biết mình mở việc rồi à? Quá trời người biết luôn. Xung quanh này đúng không? Xung quanh này đúng không? Thái Hoa, tôi tên Thái Hoa, bây giờ tôi tên Hoa, bây giờ tôi để tôi.
Dễ lên không ạ? Em đứng bước 1 thanh, 2 thanh, 3, 4, 5 thanh, 4, 20. Đâu, cắt ra nơi rồi nè. Anh đo motor à? Máy khoan vòng. Máy khoan bố. Chưa có vẻ. Ý, máy quay nó cắt to rồi chú ơi. Đã ba bố. Bám gì thế? À, chắn bên này nha. Cái lông đen này không có à? Hả? Lông đen đâu rồi? Thì cái lông đen có rơi đâu không đấy? Cái này ra, nó có một con lông đen mà. Nó có lông đen lật lại cái mặt này. Nghe nó vô, cái này đâu có phải có lông đen chứ. Thế là nó rơi rồi. Thế anh tháo rơi. Cái này như nó rơi chứ đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hello. Cái khung máy á.